Nè anh Ngọc, tôi hỏi anh chứ tại sao anh đã ước hẹn đưa thân tộc đến nhà tôi, sao bây giờ anh lại ở đây? Tôi đã sắp đặt ngoài trong chờ mãi vẫn biệt tin biệt dạng. Nè anh chán chê tôi hay là anh thương trẻ ba tôi? Tôi đi công tác về vừa mới ghé lại đây để mua rượu cần dùng mà tiếp đãi thân nhân. Má tôi từ Sóc Trăng lên cậu tôi từ Nha Trang về thăm dự, đang ở nhà chờ tôi để sửa soạn hết cô thôi. Ghen tuông thằng Học, còn lời lẽ nào nữa không? Em hãy nói nữa đi, em hãy nguyền rủa nữa đi, em hãy nguyền rủa nữa đi cho vừa lòng. Tôi tìm đến hiếu như khách yêu qua nhớ khốn phong lăng lằng về ngõ trúc, cũng như cánh én dệt mùa xuân quay về xứ cũ, thì cũng như tôi tìm đến cô là do mối thâm tình từ quá khứ của thuở hồn nhiên cùng tung tăng đùa giỡn trước sân trường. Nhớ chuyện xưa của làng Đại Ngại ơi, lòng bỗng nhớ quê hương ngọt ngào dòng sông Hậu, gió chướng về khơi lại nhớ nhung nhớ sớm sương buồn của làng quê Đại Ngại. Một mùa bãi trường năm đó tôi về quê thăm lại bạn trường xưa, nhưng ngôi trường xưa giờ đã thay đổi chủ, còn bạn thân thương thì phiêu đạt bất thương nào. Trả lời tôi chỉ có sống thường gian vô nhịp thì nào. Lên Sài Gòn chưa qua niên học thì huấn trường ác nghiệt buộc tôi phải xa rời đèn sách. Tôi không muốn làm mồi cho bom đạn Mỹ mới lo lót tiền làm cảnh sát được yên thân. Gặp lại nhau đây chưa kịp vui mừng mà hiểu cứ một bề hờ hững khiến lòng tôi tê buốt tờ giá. Thank you.